này không? Dạo này đang hot cái trò chơi nối chữ ấy. Tôi với ông chơi không? Ok, chơi thì chơi. Giáo sư, sư cô, coconut. Chân thành, thành tích, TikTok. À, canh bún, bún riêu, riêu à? Riêu tút. À, tôm cá. Tôm cá à? Cá rô. Rô. Ronaldo. Học bài. Bài ca. KFC. Con quỷ. Quỷ ma. Ma nơ canh. Kêu la. La hét. Head and shoulder. Bò viên. Bò viên. Viên bi. BTS. Mẹ con. Con mèo. Mèo Simmy. Củ hành. Hành. Hành vi. Pineapple. Phát thanh. Thanh kiều. Đất nước. Nước da. Da. Da xua. Chi tiêu. Ủa tiêu. Tiêu gì nhỉ? Tiêu hao. Hao hạ. Hao a diêu. Nhà thuốc. Thuốc tê. Tê. Television. Đồ ăn. Ăn chay. Chay mà. Ủa? Chay mà là cái gì? Chay mà là cha mày. Ngồi thiền. Thiền đăng. Ủa? Thiền đăng là cái gì má? Thiền đăng là thằng điên. Trồng cây. Cây côn. Côn hồ. Ủa, côn hồ là cái gì tao chưa nghe bao giờ luôn ấy. Côn hồ là gì? Côn hồ là cô hồn. Hống hách. Hống hách. Hách nôi. Hách nôi là gì? Là hôi nách. Vành đai. Vành đai. Vành đai. Đai chẹp. Đai chẹp là từ gì má? Đai chẹp là trai đẹp. À, tới lui. Lui móng. Lui móng là cái gì? Lui móng là lông mũi.